Vâng, cơ sở Lâm Ông em thì ngày hôm nay là tiếp tục quay vòng mật thứ hai vụ mật vải thiều ở Bắc Giang các bác nhé. Thì chia sẻ các bác về cách rũ cầu ong để tránh bị mất chúa, thì trước tiên các bác sử dụng là chiếc bình khói để giảm sự hung hãn của đàn ong. Thì ong rất là sợ khói nên các bác sử dụng để hạn chế cái sự hung hãn của đàn ong thì đang mùa mật đi. Thì ong nó rất là dữ. Sau đó các bác thực hiện thao tác thì nhẹ nhàng, rũ thấp tay để tránh gọi là con ong chúa nó rơi ra ngoài, nó bay mất đấy các bác nhé. Đây ngày nhà em ong rất là mạnh đây, cầu ong vít lắm đấy các bác. Khi mà khai thác mật thì các bác cũng phải chú ý là để mật bầu mật nó căng, nó lắp vít vào thì khi mà sau này cái chất lượng mật nó sẽ được nâng lên rất là nhiều, mật nó không bị có ga các bác nhé. Đây một cái cầu này cũng rất là đẹp này các bác này. Đây cầu này cực kỳ đẹp mà có đắp cả lưỡi mèo luôn các bác nhé, ong rất là mạnh luôn ạ. Cầu cực kỳ đẹp luôn, chia sẻ các bác một chút cái kinh nghiệm như vậy. Để em sang cái kênh Y Tờ em làm tiếp đây.